Văn hậu ghi siêu phẩm, Hà Nội đoạt Cục quốc gia. Đoàn văn hậu xuất xa từ khoảng 30 mét, góp phần giúp Hà Nội fan club Hạ Bình Định 2, không ở chung kết Cục quốc gia 2022 tối ngày 27 tháng 11. Phút 48, khi tỷ số đang là 0-0, đoàn văn hậu đón bóng ở cánh trái. Khi nhận thấy khoảng trống, anh lập tức tung cú sút táo bạo đưa bóng đi vào góc cao bên trái khung thành Bình Định, khiến thủ thành đang đạt phong độ cao đặng văn lâm bó tay các đồng đội ùa đến chúc mừng văn hậu. Đây là bàn thắng có phần đặc biệt của hậu vệ quê Thái Bình trong ngày khép lại mùa giải 2022, nơi đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 2 năm vật lộn với chấn thương. Bàn thắng này cũng có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, bởi trước đó Bình Định chơi hay hơn. Bộ đôi ngoại binh của họ, Rafalen và Hendrio liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà và tạo ra các cơ hội ngon ăn trước khung thành Hà Nội một trong số đó là cú dứt điểm của Rafalen, áo xanh lá, phút 13 tự sát vòng cấm khiến thủ thành bùi tấn trường chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng đi chệch cột gan tất. Hà Nội thiếu nhạc trưởng Nguyễn Văn Quyết nên chủ động phòng ngự, chờ thời cơ tạo ra những đường phản công. Tuy nhiên Xuân Tú hay Lu Cao không có nhiều không gian để dứt điểm chuẩn chỉnh. Phải đến sau khi Văn Hậu khai mở tỷ số đầu hiệp 2. Hà Nội mới chơi tốt hơn và liên tiếp bắn phá khung thành Văn Lâm phút 64, Tuấn Hải, số 9, lẻn ra sau lưng hàng thủ Bình Định đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xa. Trước đó, Bình Định cũng có cơ hội gỡ hòa khi Xuân Nam đối mặt tấn trường nhưng dứt điểm được như ý do pha dốc bóng tốc độ cao trước đó khiến anh đuối sức. Phút 82, trận đấu được an bài. Quan sát thấy văn lâm dân cao, thái quý xuất từ sân nhà. Bóng vượt tầm với thủ môn Bình Định, trở thành bạn ấn định chiến thắng cho Hà Nội không tạo được áp lực lớn và bỏ lỡ cơ hội, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chấp nhận thua 0-2. Nhìn Hà Nội đoạt cúp quốc gia 2022. Đây là chiếc cúp thứ ba trong lịch sử Hà Nội sau năm 2019 và 2020. Nó cũng giúp đội bóng thủ đô thống trị hoàn toàn giải quốc nội năm nay khi trước đó đã vô địch V-League.